Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ân Thi lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cùng 218 đại biểu đại diện cho trên 7.800 đảng viên đang sinh hoạt công tác tại 48 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong nhiệm kỳ qua, dù còn gặp một số khó khăn, song nhờ sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và vận dụng linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết khóa 25 của Đảng bộ huyện đề ra, nên cơ bản các mục tiêu đều đạt. Một số mục tiêu đạt cao và tăng so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, huy động hơn 500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, 100% số xã về đích nông thôn mới, huyện cơ bản đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, chuyển đổi được hơn 1.000 hectare từ cây lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt hơn 200 triệu đồng một năm, thu nhập đầu người đạt hơn 50 triệu đồng một người một năm. Tổng thu ngân sách của huyện từ năm 2016 đến năm 2020 ước gần 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 50 triệu đồng một người một năm, tạo thêm việc làm mới cho 15.000 lao động. Trong năm 2019 và 7 tháng năm 2020, hỗ trợ xây mới cho gần 400 gia đình có công và hộ nghèo. Tận dụng những lợi thế thuận lợi về giao thông cũng như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo đồng thuận cao của người dân trong giải phóng mặt bằng. 5 năm qua, Ân Thi thu hút được 31 dự án đầu tư vào địa bàn, hình thành 4 cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, hoàn thành cơ bản lộ trình kế hoạch thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 với chủ đề đại hội tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển hài hòa kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đưa Ân Thi phát triển nhanh bền vững. Trong đó, xác định hai khâu đột phá là phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và đô thị, nhất là giao thông và tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chú trọng thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đại hội Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu 5 năm tới, thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng, quý 3 năm 2020 đạt huyện nông thôn mới. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng đạt 100%. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận những kết quả nổi bật mà nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Ân Thi đạt được, nhất là về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng nông thôn mới, xây nhà ở cho hộ có công và người nghèo, cũng như công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí lưu ý với tiềm năng và lợi thế hiện có, nhất là thuận lợi trong giao thông, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, huyện cần tiếp tục phát huy để thu hút đầu tư, phát triển các khu cụm công nghiệp. Muốn vậy, phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Trong 5 năm tới của Ân Thi là phát triển nhanh mạnh công nghiệp, đô thị dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Cần đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chung huyện Ân Thi, quy hoạch xây dựng các khu cụm công nghiệp, đô thị và tập trung cao nhất là giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và tạo môi trường thu hút đầu tư thuận lợi để tiếp nhận các dự án đầu tư vào các xã phía Bắc của huyện. Cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, công khai quy hoạch và thu hút nhà đầu tư vào khu cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, rào cản thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tập trung cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ thương mại, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thu gom phân loại và xử lý rác thải, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi trường, tiếp tục coi trọng phát triển nông nghiệp. Trong 5 năm tới, xác định nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, là trụ đỡ kinh tế của huyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Đối với các xã còn lại,
chưa có điều kiện thuận lợi thu hút phát triển công nghiệp đô thị, cần tập trung các giải pháp tích cực để tích tụ đất đai, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như vải trứng, cam ổi, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ hiện đại gắn với du lịch sinh thái lên tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng cần có chương trình, giải pháp đồng bộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện tốt đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực cao cho quá trình công nghiệp hóa, quan tâm xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng gắn với xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong buổi chiều, Đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư huyện ủy khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025.